Từng có tuổi thơ khốn khó, cơ cực, nay quốc trường hóa ông hoàng bị cay, phất lên giàu có chăm chỉ báo hiếu cho ba mẹ. Anh may mắn, anh có ngày hôm nay. Cầu mong sức khỏe đến cho những người thân của anh, gia đình anh luôn luôn được khỏe mạnh, an lạc và sống được hạnh phúc. Trước khi có được thành công và tên tuổi được nhiều người biết đến như thời điểm hiện tại, Quốc Trường từng trải qua gần 10 năm đóng vai phụ mờ nhạt ít ai biết đến. Thậm chí trong một phỏng vấn, anh từng chia sẻ bản thân cảm thấy buồn khi công chúng chỉ nhớ đến mặt chứ không hề nhớ tên. Là hỏi khoảng 1.000 người mới có một người biết được cái tên Quốc Trường. Cạm cụi tham gia 40 bộ phim lớn nhỏ trong suốt 10 năm để thoát ra cảnh nghèo khó, nhưng mãi đến Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Con, tên tuổi của anh mới thật sự được chú ý. Profile của anh cũng được người người nhà nhà săn lùng tìm kiếm. Một khi mà em làm cái gì đó vì tiền thì em sẽ không thành công. Theo chia sẻ, tuổi thơ của ngôi sao sinh năm 1988 cũng không mấy bằng phẳng khi anh phải trải qua những năm tháng cơ cực vất vả mưu sinh để kiếm sống ở quê nhà Cần Thơ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức bởi ba mẹ Quốc Trường đều làm việc trong ngành sư phạm, nhưng cuộc sống bấp bênh khiến cả hai phải bỏ nghề. Khi đó ba anh chuyển sang chạy xe ba gác chở hàng, còn mẹ mở tiệm tạp hóa nhỏ. Trong lần chia sẻ với nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ tâm sự, nhà tôi nợ 30 triệu đồng suốt nhiều năm mà không trả nổi. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt ánh mắt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn của mẹ. Từ nhỏ tôi quen với mùi hôi của rác rưởi xung quanh. Trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, tôi ngày ngày đong từng lít nước mắm, mắm tôm, dầu hỏa cho khách, tay lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ, mồ hôi. Ngoài bán hàng, tôi làm thêm nhiều việc như bán vé số, phụ hồ để đỡ đần gia đình. Quốc Trường cũng chia sẻ, công việc bán tạp hóa của mẹ vốn vất vả, phải thức khuya dậy sớm nên khiến sức khỏe bà giảm sút nghiêm trọng. Thấu hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ, Quốc Trường quyết định lên thành phố mưu sinh với 500.000 trong túi và một chiếc xe máy trị giá 6 triệu đồng. Nhờ cơ duyên với nghệ thuật, anh chuyển sang làm người mẫu, sau đó trở thành diễn viên lúc nào không hay. Sau chuỗi ngày vất vả này, Quốc Trường cũng đã mang về những thành quả đáng kể khi sở hữu cho mình khối tài sản khủng. Dù mức thu nhập từ việc đóng phim khá ổn định, nhưng nam diễn viên cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và có cho mình những thành công ngoài mong đợi. Không hoa với cái danh xưng được công chúng đặt cho là ông hoàng bì cay, nam diễn viên đã sở hữu một cơ sở kinh doanh với các chi nhánh cứ phải gọi là mọc lên như nấm. Nhờ đó mà sự nghiệp kinh doanh của anh chàng cũng phất lên như diều gặp gió và thu về doanh thu cực khủng. Cũng nhờ đó mà anh có cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhà xe đời Huề và loạt bất động sản giá trị. Điều đáng ngưỡng mộ hơn khi nam diễn viên có thể chăm lo cho đấng sinh thành của mình một cách đầy đủ nhất. Cha về hưu, mẹ nghỉ tạp hóa kinh tế, trong nhà tôi lo hai người dư giả thời gian đi đó đi đây, đi châu Âu, đi khắp thế giới, Quốc Trường tự hào nói. Ở quê nhà Cần Thơ, Quốc Trường đã xây dựng căn biệt thự khoảng 25 tỷ đồng để phụ huynh sống thoải mái hơn. Bên cạnh đó, ba mẹ của anh cũng thường xuyên diện hàng hiệu sang trọng mỗi khi xuất hiện cùng con trai. Không chỉ thế, nam diễn viên còn sở hữu cho mình cơ ngơi mặt tiền rộng 300 mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh có giá trị khoảng 40 tỷ. Đây là căn biệt thự hoành tráng thứ hai mà nam diễn viên đang sở hữu. Hơn 13 năm làm việc miệt mài, anh hiện đã có cho mình cuộc sống viên mãn bên ba mẹ, đẹp trai, giàu có. Quốc Trường cứ đóng cặp với ai là sẽ được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình đến đó. Bên cạnh đó, anh cũng vướng vào hàng loạt những tin đồn hẹn hò trong showbiz. Thế nhưng sau tất cả, anh chàng vẫn là một quý ông độc thân vui tính. Anh từng chia sẻ bản thân đã sẵn sàng cho đám cưới của chính mình, nhưng việc tìm kiếm cô dâu đối với anh có vẻ hơi gian nan. Mình là tình yêu đơn phương nè, nhiều lần gặp tình nhân nói tiếng yêu đương. Không thể phủ nhận, thành công ở thời điểm hiện tại của Quốc Trường đích thị là một tấm gương sáng để các bạn trẻ đang chông chênh trên hành trình tìm kiếm đích đến của bản thân. Anh bày tỏ, trước đây tôi không muốn kể lể nhiều về cái nghèo, cái khổ của gia đình, bởi ai nghèo, khổ hơn sẽ thấy những điều đó hết sức bình thường. Tuy nhiên, giờ tôi hy vọng những bạn trẻ ở trong hoàn cảnh khó khăn sẽ tìm thấy động lực từ câu chuyện của mình. Bạn cảm nhận như thế nào về những nỗ lực của chàng nam thần màn ảnh Việt này? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!